Hello tất cả các em. Chào Hoàng Nghĩa nhá. Nguyễn Tiến Hoàng Nghĩa. Bật cái cây gõ đi em. Ok, chào em. Hôm nay chúng ta sẽ chữa tiếp sách 360 nha, cày lý thuyết 360 nha. Không nọ chữa trang phần từ trường rồi đúng không? Phần từ trường ở trang 147 rồi nha. Hôm nọ là chữa đến phần từ trường ở trang 147 rồi. Anh em nào có sách thì mở ra nào. Chào Văn Đức nha em nha. Chào Kiều Vân nha. Chào Lê Kiên nha. Các bạn đã làm chưa? Các bạn đã làm đến đâu quyển 360 rồi? Các bạn đã làm đến phần nào quyển 360 rồi? Comment cho anh biết nào. Các em comment thì cái trang của mình đã làm đến trong quyển 360 nào. Chào Phương Ngọc nha. Em comment cho anh biết là mình làm đến trang bao nhiêu ở trang 360 nào. Chữa luôn á. Đợi tí cho các bạn vào đã em. Mới có 127 bạn thôi. Anh em tag bạn bè vào đi để vào học nha. Tag bạn bè, crush các kiểu, người yêu các kiểu vào đây nào. Crude 1, crude 2, tắt hết vào đây nào. 220 rồi à? Xem nào. Nó lại trang văn nào. Chú. 220, à em làm đến trang 220 rồi á. Tốt phết đi. Rồi, anh em lôi quyển này ra nào. Chúng ta sẽ chữa tiếp. Chúng ta sẽ chữa tiếp, sau đó thì chúng ta quyển này chúng ta sẽ chữa trong thứ ba, thứ năm, thứ bảy, nhưng mà cái thứ bảy tuần tới, thứ bảy tuần này với cả thứ ba tuần sau thì chúng ta sẽ nghỉ lễ, nên chắc là hôm nay chúng ta sẽ chữa nhiều một chút. Tối nay sẽ chữa nhiều một chút, tối nay sẽ chữa nhiều một chút nha. Đó. Thế là hôm nay chúng ta sẽ chiến chiến lâu đấy, chiến lâu cái này đấy. Bạn nào mà ra để thi tề tinh tú thì cứ ra thôi, còn lại là ai đó ai cần học thì cứ học ở lại quyển này, vì có những bạn sẽ không có trong nhóm tinh tú mà đúng không. Rồi mở trang 147 đây nào, mở trang 147 nào các em ơi. Chào Ngọc Sơn nhá. Chào Mai cô kiểm tra gì đây. Grat ơi vô chiến đề lý để mai cô kiểm tra. Sách ở mua ở đâu vậy anh á? Em có thể comment và em có thể nhắn tin vào page nha, nhắn tin trực tiếp vào cái page này nhá. Nhắn tin trực tiếp vào page thầy Vũ Ngọc Anh chuyên luyện thi vật lý này thì sẽ được tư vấn nhá. Em phải nhắn tin trực tiếp và sách cày lý thuyết 360. Được chưa? Rồi, thôi anh chắc là anh sẽ chữa chữa luôn nhá. Anh em nào sẵn sàng học luôn rồi comment số 1 cho anh nào. Anh em nào sẵn sàng học luôn rồi comment số 1 cho anh nào. Nhưng anh em sẵn sàng học comment số 1 cho anh nào. Nào nào nào. Từ trường nào. Trang 147 nha, trang 147 cho anh em nha. Trang 147. Được chưa? Đó, từ trường comment số 1. Nào nào nào. Anh là ai vậy? Ồ bạn này không hay xem livestream của anh à? Anh là trợ giảng của thầy Ngọc Anh nhá. Rồi. Từ trường nào. Có một vật liệu nào sau đây không dùng để làm nam châm thì nam châm của mình có thể sử dụng sắt hoặc hợp chất của sắt cũng như là coban hoặc niken kết hợp với hợp chất của coban niken, chỉ có nhôm thôi nhá. Nhôm là không không thể dùng làm nam châm được nên câu 1 mình sẽ chọn là đáp án D. Rồi anh em comment đáp án các câu cho anh nào, câu 2 nào, câu 2 chọn gì nào. Người ta có thể xác định chiều của lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện thẳng bằng quy tắc nào sau đây? Thì nhớ cho anh nhá, lực là mình sẽ dùng bàn tay trái, còn chiều cảm ứng từ thì mình sẽ dùng nắm tay phải, được chưa? Thế nên ở đây mình sẽ dùng quy tắc bàn tay trái. Câu 2 đáp án D. Rồi câu 3 nào. Xung quanh vật nào sau đây thì không có từ trường, thì từ trường sẽ xuất hiện xung quanh dòng điện hoặc là nam châm hoặc là điện tích chuyển động. Và nó sẽ không làm sao? Nó sẽ không xuất hiện xung quanh hạt điện tích đứng yên. Câu 3 đáp án C. Nghe nào? Câu 3 đáp án C. Câu 4 nào? Trên hình hộp chữ nhật ABCDMNPQ như hình vẽ, một dòng điện không đổi có chiều dài vô hạn nằm trên đường thẳng đi qua A và M, có chiều từ A đến M.
từ trường do dòng điện gây ra tại điểm N có hướng trùng với hướng của vector nào thì mình sẽ dùng quy tắc nắm tay phải, được chưa? Chiều của gì cảm ứng từ sẽ dùng quy tắc nắm tay phải. Thì đây, nó sẽ tạo ra một cái đường cong như này. Thì chiều từ trường của mình sẽ dùng quy tắc nắm tay phải, thì cái chiều của nó sẽ làm sao? Chiều từ trường sẽ như này, chiều của đường sức từ sẽ như này. Được chưa? Còn vector cảm ứng từ tại điểm N thì sẽ là gì? Vector cảm ứng từ tại điểm N sẽ là gì? Sẽ là cái vector pháp tuyến. Phải là cái vector pháp tuyến với cái đường tròn tại điểm N, và nó sẽ chính là gì? Sẽ chính là điểm NP này, vì cái này là vuông góc này. Đó. Được chưa? Nó sẽ chính là vector NP. Câu 4 đáp án B. Câu 5 nào? Từ phổ là gì nào? Từ phổ là gì? Từ phổ là hình ảnh của các đường mặt sắt cho ta thấy hình ảnh của các đường sức từ của từ trường. Đúng rồi. Đường mặt sắt nó sẽ thể hiện cái gì? Thể hiện cái từ phổ của một thanh nam châm hoặc là một điện tích chuyển động hoặc là một gì? Một dòng điện. Rồi, câu 6 nào? Từ cực bắc của trái đất sẽ là gì? Từ cực bắc của trái đất ấy thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ gần với cực nam địa lý của trái đất, nó sẽ ngược lại nhá. Cực bắc của trái đất thì gần với gì? Gần với cực nam từ trường, trong khi cực gì? Trong khi cực bắc nam trái đất thì sẽ gần với cực bắc từ trường. Nó nhưng chỉ là gần thôi nhé, nó không trùng đâu, nó sẽ lệch nhau khoảng 11 độ đấy. Được chưa? Câu 6 đáp án C. Đó, câu 6 đáp án C, đừng bạn nào nhầm thành trùng nhá. Trùng là sai, chưa? Nó chỉ gần thôi, nó chỉ gần nhau thôi. Câu 7 nào? Câu 7 nào? Một hạt mang điện chuyển động trên một mặt phẳng P vuông góc với đường sức của một từ trường đều. Lực Lorentz tác dụng lên hạt mang điện có gì đây? Có gì? Có phương vuông góc với mặt phẳng P. Có độ lớn gì? Có độ lớn tỷ lệ với độ lớn của điện tích của hạt mang điện. Độ lớn tỷ lệ nghịch với tốc độ là sai này. Có phương vuông góc mặt phẳng P cũng sai này. Đấy chưa? Chiều phụ thuộc vào điện tích của hạt mang điện cũng sai. À đâu, chiều phụ thuộc, không phụ thuộc là sai. Không phụ thuộc là sai nhé, phải phụ thuộc mới đúng. Vậy thì câu 7 của mình là đáp án B. Rồi, chào Đình Tân nhá. Rồi, câu 8 nào. Cảm ứng từ của một dòng điện xoay chiều qua dây dẫn thẳng dài tại một điểm M có độ lớn tăng lên khi điểm M dịch chuyển theo nhào. Càng gần cái dây dẫn thì sẽ làm sao? Cảm ứng từ nó sẽ càng tăng lên. Vậy thì câu 8 của mình phải làm sao? Hướng vuông góc với dây dẫn và lại gần dây dẫn. Đấy chưa? Phải là lại gần nhá. Đấy, câu 8 đáp án B. Câu 9 nào. Phát biểu nào sau đây là đúng? Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường thẳng song song với dòng điện là sai nhá. Là những đường gì? Là những đường tròn, được chưa? Đây nó sẽ này, dây dẫn thẳng dài thì đường sức từ của nó sẽ như này. Đó, dây dẫn thẳng dài này I này thì đây là cảm ứng từ B này. Đó. Thấy chưa? Rồi, đường sức từ của từ trường thì gây ra dòng điện tròn là những đường tròn, gây ra bởi những dòng điện tròn là những đường tròn là sai, vì những cái dòng điện tròn này thì đường sức từ tại tâm ấy nó sẽ là đường thẳng nhá. Đường sức từ tại tâm sẽ đường thẳng. Đây B này, trong khi đây là I này. Thấy chưa? Rồi, đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện tròn là những đường thẳng song song cũng sai. Đó, thế nên là câu B và câu C đều sai. Đọc nốt câu D nào, đọc nốt câu D nào. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn. Đúng rồi, câu 9 đáp án D. Rồi, câu 10 nào. Một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí có cường độ dòng điện là I chạy qua tại điểm cách dây dẫn một khoảng R nhỏ thì có cường độ là B bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân với I chia cho R nhỏ. Câu 10 của mình sẽ là gì? Câu 10 của mình sẽ là đáp án A nhá. Đừng anh tí nhầm anh khoanh C đấy, nhưng mà phải là 10 mũ trừ 7 các em nhá. Câu 11 nào. Một đoạn dây dẫn có chiều dài L đang có dòng điện có cường độ I chạy qua được đặt vào trong từ trường đều cảm ứng từ là B. Gọi alpha là có hợp bởi chiều dòng điện và vector cảm ứng từ B. Lực tác dụng lên đoạn dây dẫn được xác định bằng gì? F bằng BIL nhân gì? BIL nhân với sin alpha đúng không? Đó, phải là BIL nhân sin alpha. Câu 11 đáp án D. Anh ơi, anh chữa phần cuối lớp 11 cho bọn em trước để bọn em thi ôn thi học kỳ à? À khoan, cái này là cái quyển này này nó có đáp án rồi em ạ. Nó có đáp án trong cái quyển này rồi nên thế anh sẽ chỉ chữa theo thứ tự lần lượt thôi. Phải ưu tiên chữa lần lượt cho các bạn theo nữa đúng không em? Câu 12 nào. Lực Lorentz là gì nào? Lực Lorentz của mình là lực tác dụng lên hạt điện chuyển động trong từ trường, chuẩn luôn. Câu 12 đáp án A. Câu 13 nào, một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm trong một từ trường có chiều từ dưới lên trên. Rồi, dây dẫn chiều từ trái sang phải này, I này. Đó, nằm trong từ trường có chiều từ dưới lên trên. Từ dưới lên trên nhá thì nó sẽ vuông góc cái mặt phẳng giấy và từ dưới lên trên thì nó sẽ là dấu chấm, được chưa? I này. À đây là B này. Đó, được chưa? Rồi, mình sẽ xác định lực từ bằng quy tắc gì? Quy tắc bàn tay trái. Trong đó gì? Bàn tay làm sao? Bàn tay phải giơ ra để hứng lấy cảm ứng từ B, cho cảm ứng từ B đi vào trong lòng bàn tay, và chiều từ cổ tay đến bốn đầu ngón tay sẽ là gì? Sẽ là chiều của dòng điện. Vậy thì lực từ của mình đấy sẽ làm sao? Nó sẽ hướng xuống. Đây, hướng như này, F.
Đấy chưa? Câu 13 của mình sẽ là đáp gì đây? Đâu xem nào, từ trong ra à đâu, ý nó là B làm sao, B của mình là hướng xuống à, vậy thì vuông góc với mặt phẳng à. À ok, nằm trong gì, nằm trong từ trên hướng xuống đúng không, từ trên hướng xuống thôi. Đấy câu câu 13 của mình sẽ chọn là có chiều từ dưới lên trên, chiều từ dưới lên trên à. Đây thế thì B của mình phải vẽ như này mới đúng. Anh đọc lộn, anh đọc lộn là nó vuông góc với mặt phẳng, anh đọc lộn là vuông góc với mặt phẳng. Vậy thì cái chiều B của mình phải làm sao, B của mình phải hướng làm sao đây, B của mình phải hướng từ trên, từ dưới lên trên, có chiều từ dưới lên thì đây B của mình như này đó. Vậy thì bàn tay của mình sẽ đặt làm sao cho B hướng vào đây và chiều như này. Vậy thì cái lực ép của mình ấy, cái lực ép của mình tác dụng vào dây nó sẽ có làm sao, nó có sẽ chiều là hướng vuông góc với mặt phẳng, vuông góc với mặt phẳng chứa Y và B và đi ra đó, được chưa, vuông góc với mặt phẳng chứa B và Y và đi ra đó. Vậy thì nó phải làm sao, nó phải đi từ trong ra ngoài đó. Câu 13 đáp án B. Câu 14 nào, câu 14 nào, khi một proton chuyển động với vận tốc V0 vào trong từ trường theo phương song song với mặt phẳng với đường sức từ thì làm sao, thì mình sẽ làm sao, thì mình sẽ động năng của proton luôn tăng à, động năng của proton luôn tăng à, không hợp lý, sai. Câu B nào, tốc độ không đổi nhưng hướng chuyển động của proton thay đổi. Khi một proton chuyển động với vận tốc V0 vào trong từ trường theo phương song song với đường sức từ. Đây mình sẽ vẽ đường sức từ nha, đường sức từ này, đường sức từ này đấy, thì proton của mình là mang điện tích dương. Đây, proton mang điện tích dương và nó sẽ làm sao? Chuyển động theo chiều của đường sức từ. À quan đây là lực từ thì mình sẽ đây, hướng thì mình sẽ giữ quy tắc bàn tay trái, mình sử dụng quy tắc bàn tay trái vì đây là B nhá. B này, quy tắc bàn tay trái này thì cổ tay đến chiều ngón tay sẽ là gì? Sẽ là chiều của chuyển động, chiều của vector V. Trong đó bàn tay của mình phải hứng làm sao? Hứng gì? Hứng lấy cái gì? Hứng lấy cảm ứng từ B. Vậy thì lực ép của mình sẽ hướng xuống. Lực ép của mình sẽ hướng xuống nhá. Đó, đây là V này. Vector V hướng từ trái sang phải này. Đây lực ép của mình sẽ hướng xuống, lực ép của mình sẽ hướng xuống này. Đây rồi, lực ép của mình sẽ hướng xuống và lực ép này nó vuông góc với gì, vuông góc với vận tốc v. Vậy thì làm sao, vậy thì nó sẽ có xu hướng làm sao, làm cho cái vận tốc của mình đổi hướng, được chưa. Tốc độ không đổi nhưng mà hướng chuyển động thay đổi là cũng chưa hợp lý lắm, vì khi mà nó quay này, khi mà nó quay như này thì tí nữa làm sao, tí nữa cái lực ép của mình sẽ giảm đi. Đấy, lực ép của mình sẽ giảm đi dần và cái độ lớn, cái độ lớn của vận tốc cũng sẽ giảm thay đổi theo, được chưa. Và câu C nào, vận tốc của proton tăng, tốc độ của proton tăng, hướng chuyển động của proton không đổi trong từ trường. À khoan, từ từ, nó chuyển động song song với gì, nó chuyển động song song rồi thì làm gì có lực ép nữa đúng không, nó chuyển động song song với gì, nó chuyển động song song với từ trường B rồi thì làm gì có lực ép nữa, phải chuyển động vuông góc cơ, nó phải chuyển động vuông góc thì nó mới có lực ép đúng không, đúng không. Vậy thì vậy là cái này cũng sai này, cái này cũng sai này, và đáp án của mình phải là hướng chuyển động proton không đổi, được chưa. Câu 14 đáp án D. Câu 15 nào, trong bức tranh các đường sức từ thì từ trường mạnh hơn được diễn tả bởi các đường gì, bằng những cái đường làm sao đặt dày hơn. Câu 15 của mình sẽ là đáp án A, được chưa. Câu 16 nào, cho hai dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua nhau, hai dòng điện cùng chiều nhá, hai dòng điện cùng chiều thì nó sẽ tạo ra những cái cảm ứng từ B làm sao trái chiều nhau ở phần giữa và nó sẽ hút nhau, được chưa, nó sẽ hút nhau nhá, nó sẽ hút nhau, hai dòng điện cùng chiều thì nó sẽ hút nhau, được chưa. Câu 17 nào, hai dây dẫn thẳng dài đặt vuông góc với nhau rất gần nhau nhưng không chạm vào nhau, có chiều như hình vẽ, dòng điện chạy trong hai dây dẫn có cùng cường độ, những vùng nào có từ trường mạnh nhất. Vậy thì mình sẽ cùng xác định nha, mình sẽ dùng quy tắc nắm tay phải để xác định. Vậy thì từ trường ở vùng 3 sẽ là sao, từ trường ở vùng 3 sẽ là đi vào, sẽ là đi vào đúng không, sẽ đi vào trong cái mặt phẳng. Còn đây là chấm này. Đó, từ trường của vùng gì? Của vùng này cũng sẽ là đi chấm này. Và đây là cộng này. Đó, đây là anh đang xác định bằng gì? Đang xác định bằng cái Y1 nhá. Đây Y1 này. Đó, Y2 thì anh sử dụng bút đỏ đi. Bút đỏ nhá. Y2 anh sử dụng bút đỏ này. Y2 này thì mình sẽ xác định bằng Y2 này. Đầu tiên là vẫn là quy tắc nắm tay phải, thì lúc này cái vùng này sẽ đi vào cộng này và đây là gì? Và đây là chấm này. Đó, chấm này. Vậy thì những cái vùng nào sẽ mạnh nhất? Những cái vùng mà có cảm ứng từ B, B1 và B2 cùng phương cùng chiều thì sẽ là lớn nhất. Và cụ thể là gì? Hai dấu cộng và hai dấu chấm. Đó chính là những vùng 1 và vùng 3. Thế giờ câu 17 sẽ là đáp án C. Câu 17 sẽ là đáp án C. Câu 18 nào? Cảm ứng từ bên trong một ống dây dẫn điện hình trụ thì có độ lớn tăng lên khi nào? Có độ lớn tăng lên khi chiều dài hình trụ tăng lên à? Cái cảm ứng từ trong ống dây của mình sẽ là gì? B bằng với 4pi nhân với 10 mũ trừ 7 nhân với y nhân với gì, nhân với số vòng dây chia cho chiều dài ống dây, đúng không. Vậy thì khi mà chiều dài ống dây tăng lên, cảm ứng từ bên trong ống dây dẫn hình trụ có độ lớn tăng lên khi mà chiều dài dây dẫn
ống lên tăng lên là sai, vì chiều dài dẫn tăng lên thì cảm ứng từ B của mình sẽ giảm xuống. Số vòng quấn trên một đơn vị chiều dài tăng lên là chuẩn này, cường độ dòng điện giảm đi là sai này, đường kính của hình trụ tăng lên cũng là sai này. Câu 18 của mình phải là đáp án B. Được chưa? Câu 19 nào? Câu 19 nào? Đường sức từ của dòng điện gây ra bởi gì? Dòng điện thẳng là những đường thẳng song song với dòng điện là sai. Được, dòng điện thẳng dài thì sẽ tạo ra những cái đường sức làm sao? Là hình tròn, có gì? Là những đường tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với làm trong mặt phẳng vuông góc với gì? Vuông góc với dòng điện đó và có tâm nằm trên dòng điện đó, được chưa? Dòng điện trong ống dây thì đi vào từ cực bắc và đi ra từ cực nam của cuộn dây. Đó thì câu 19 này chuẩn luôn này. Ý B là dòng điện trong ống dây thì đi từ cực bắc và đi ra cực nam của cuộn dây đó, được chưa? Câu 19 đáp án B. Câu 20, trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ trong dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ? Thì mình sử dụng quy tắc nắm tay phải. Sử dụng quy tắc nắm tay phải nhá. Ô, cái này nó vẽ thiếu à? Nó vẽ thiếu cái đường của B rồi. Đang ra đây anh sẽ thế, anh sẽ xác định từng cái một nhá. Ví dụ như hình ý đáp án A này thì chiều của nó sẽ là gì? Chiều ngược chiều kim đồng hồ. Đấy. Và tương tự câu B cũng là ngược chiều kim đồng hồ này. Câu C của nó sẽ là gì? Sẽ là xuôi chiều kim đồng hồ này. Đó, vậy thì nào, đây nó không vẽ thì mình không biết được cái nào đúng cái nào sai cả. Nó vẽ thiếu. Câu này nó vẽ thiếu, được chưa? Câu 20 nó bị vẽ thiếu các em ạ. Tiếp tục nào, câu 21 nào. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dòng điện là vì gì? Là có lực tác dụng của dòng điện khác đặt song song cạnh nó. Rồi khi mà em dùng cái dòng điện ấy, chạy qua dòng điện, mình mà đặt dòng điện khác thì đúng là nó bị tác dụng lực thật. Nhưng mà không thể nào kết luận được là có từ trường, vì sao? Ví dụ đấy, nếu mà mình dùng một dòng điện, tác dụng một dòng điện thì có thể mình sẽ bị nhầm lẫn sang gì? Nhầm lẫn sang lực điện. Vậy nên mình phải suy ra một cái dụng như là nam châm chẳng hạn. Thấy chưa? Có lực tác dụng lên một kim nam châm, vì kim nam châm là đặc trưng cho từ tính mà con người biết từ tính đầu tiên là do nam châm. Đó, thế nên mình phải dùng đáp án B. Câu 21 là có lực tác dụng lên một kim nam châm đặt song song cạnh nó. Câu 21 đáp án B. Câu 22 nào. Một dây dẫn mang dòng điện I nằm ngang trong từ trường có các đường sức từ thẳng đứng từ trên xuống dưới như hình vẽ. Thấy chưa? Lực từ tác dụng lên đoạn dây thì có chiều như nào? Rồi, mình sẽ dùng quy tắc bàn tay trái. Mình sẽ dùng quy tắc bàn tay trái thì ngửa bàn tay ra sao cho lực từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến bốn đầu ngón tay sẽ là chiều của dòng điện. Vậy thì lực từ sẽ hướng như này. Đó, lực từ sẽ hướng vuông góc này, F đây. Được chưa? Đó, đây là B này. Đây là I này. Đó, vậy thì câu 22 của mình sẽ là đáp án gì đây? Câu 22 của mình sẽ là đường nằm ngang hướng từ đây, hướng từ phải sang trái, đúng không? Hướng từ phải sang trái. Và câu 22 đáp án D. Câu 23 nào, người ta có thể xác định chiều của lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện bằng quy tắc nào sau đây? Chiều của lực nhá, cứ có lực thì dùng quy tắc bàn tay trái cho anh. Quy tắc bàn tay trái, câu 23 đáp án A, còn chiều cảm ứng từ B thì sẽ là ấy. Câu 21 à, xem lại câu 21. Câu 21 này, dùng đúng là gì? Đúng là hai dòng điện thì có... À không đúng cơ mà, đúng không? À từ, không đúng à, đúng không? Nó chọn không đúng không? Nhưng mà đây là gì? Đây là lực tác dụng lực kim nam châm đặt song song. Khi mà đặt song song ấy thì cái lực nó sẽ làm sao? Nó sẽ không làm cho kim nam châm quay. Phải đặt vuông góc cơ thì kim nam châm mới quay các em nhá. Câu 24 nào. Một electron bay vào một từ trường đều V vuông góc với cảm ứng từ B thì quỹ đạo chuyển động của nó sẽ nào? Quay làm sao? Đi vuông góc rồi thì quỹ đạo chuyển động của nó sẽ là một đường tròn, được cơ. Đúng không? Câu 24 đáp án B. Câu 25 nào. Từ phổ là gì? Từ phổ là gì? Là hình ảnh của các đường mặt sắt cho ta thấy hình ảnh của các đường sức từ của từ trường. Câu này lặp lại câu 1 này. Câu 25 đáp án A. Câu 26 nào. Phát biểu nào sau đây không đúng? Từ trường đều là từ trường có gì? Là từ trường có các đường sức song song và cách đều nhau là đúng này. Cảm ứng từ tại mọi nơi đều bằng nhau là đúng này. Lực từ tác dụng lên các dòng điện là như nhau là sai này. À là lực từ tác dụng lên các dòng điện như nhau là sai, vì dòng điện mình không biết được là dòng điện nó có cường độ như nào. Mỗi một dòng điện nó khác nhau thì lại có một cái cường độ như nhau. À, mỗi một cái dòng điện có cường độ khác nhau thì lại có cái lực từ tác dụng lên khác nhau. Thế nên mình câu 26 đáp án C là sai. Thấy chưa? Câu 27 nào. Phát biểu nào sau đây là đúng? Các đường mặt sắt của từ phổ chính là đường sức từ. Các đường mặt sắt của từ phổ chính là đường sức từ là đúng này. Các đường mặt sắt của từ phổ chính là các đường sức từ à? Đúng rồi. Các đường sức từ của từ trường đều thì có thể là những đường cong là sai, phải những đường thẳng song song cách đều nhau, được chưa? Các đường sức từ luôn là những đường cong kín. Các đường sức từ của luôn là đường cong kín, đúng. Một hạt mang điện tích chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường thì quỹ đạo chuyển động của nó của một hạt là một đường sức từ là sai. Vậy thì ở đây câu này mình có cả câu A và câu C à? Đọc kỹ lại câu A và câu C nhá. Các đường mặt sắt của từ phổ chính là các đường sức từ.
các đường mặt sắc của từ phổ chính là các đường sư tử. Đúng rồi, cái mặt sắt của nó ấy, cái đường mặt sắt của nó thì nó không thể hiện được gì, nó không thể hiện được chiều nên nó sẽ không thể hiện được hết cái tính chất của đường sư tử. Thế nên câu A có thể gọi là thiếu chứ không hẳn là sai. Thì chưa có A mình sẽ coi là thiếu nhá. Vậy thì mình sẽ chọn tạm là câu đáp án C, các đường sư tử thì luôn là những đường cong kín, thì cái này câu này chuẩn rồi, chuẩn và đủ luôn. Vậy nên câu 27 mình chọn là đáp án C. Rồi, câu 28 nào. Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I đặt trong không gian có từ trường đều như hình bên cạnh. Ok, Lê Đạt đúng rồi nhá. Lực từ tác dụng lên dây dẫn như nào? Lực từ lại dùng quy tắc bàn tay trái. Bàn tay trái sẽ giơ ra để hứng lấy gì? Hứng lấy cảm ứng từ B, cảm ứng từ B từ trên xuống dưới mà, đúng không? Chiều dòng điện là đang gì? Đang vuông góc cái mặt phẳng và làm sao? Và đi ra. Vậy thì hướng như này, vậy thì lực từ sẽ từ đâu? Lực từ sẽ là từ trái sang phải, được chưa? Đó, từ trái sang phải này. Đây là F này. Đó. Lực từ của mình sẽ là gì đây? Sẽ là theo phương nằm ngang và hướng sang phải, đúng không? Theo phương nằm ngang và hướng sang phải. Chưa, theo phương nằm áo à, khoan, cái dấu dấu cộng là đi vào đúng không, dấu cộng là đi vào mà, đúng không các em? Dấu cộng đi vào, anh lộn cho em tứ chút, dấu cộng là đi vào nhá, dấu cộng đi vào. Vậy thì lực từ nó phải làm sao? Từ phải sang trái đây, ép đây. Vậy thì mình sẽ chọn đáp án A, phương nằm ngang và hướng từ sang trái, được chưa? Câu 29 nào. Chiều của lực Lorentz tác dụng lên một hạt điện tích chuyển động tròn trong từ trường thì làm sao? Thì sẽ làm sao đây? Thì sẽ trùng với chiều chuyển động của hạt trên đường tròn à, trùng với chiều của chuyển động của hai đường tròn. Phải phải nhớ là gì, cái hạt chuyển động trong từ trường đều mà thành hình mà thành hình tròn ấy, thì cái lực Lorentz sẽ đóng vai trò là lực hướng tâm, thấy chưa? Lực Lorentz phải đóng vai trò là lực hướng tâm, mà lực hướng tâm thì nó làm sao? Nó sẽ hướng về tâm, có nghĩa là hướng về cái tâm của quỹ đạo ấy, thấy chưa? Hướng về tâm của quỹ đạo khi là hạt điện tích dương, hướng về tâm của quỹ đạo khi hạt là điện tích âm, không nhỉ? Cả miễn là điện tích là được rồi, nó đều hướng về tâm, được chưa? Vậy thì phải là luôn hướng về tâm và không phụ thuộc vào điện tích mới đúng, được chưa? Vì cả hai cái hạt tròn à, cả hai cái hạt điện tích là âm hoặc dương ấy, khi chuyển động tròn ấy thì bắt buộc cái lực Lorentz của nó phải hướng về tâm, vì nó là vai trò lực hướng tâm mà. Đó, câu 29 đáp án D. Rồi, câu 30 nào. Chọn phát biểu sai. Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của một dòng điện chạy trong một dây dẫn thì có hình dạng là gì? Của một dòng điện chạy trong một dây dẫn thì sẽ có hình dạng nhất định, và làm sao đây? Tỷ lệ với cường độ dòng điện I gây ra bởi từ trường. Tỷ lệ với cường độ của dòng điện I gây ra bởi từ trường à? Đúng. Rồi, không phụ thuộc vào hình dạng hình học của dây dẫn là sai. Mỗi một cái hình dạng hình học khác nhau của dây dẫn ấy tạo ra một cái cảm ứng từ B khác nhau. Ví dụ như là thẳng dài chẳng hạn thì nó sẽ là tạo ra một cảm ứng từ B theo hình cong, và công thức của nó cũng khác nhau. Mỗi một cái hình dạng khác nhau lại có một công thức khác nhau. Thế nên là không phụ thuộc vào là sai nhá, phải là phụ thuộc mới đúng. Câu 30 đáp án B. Thấy chưa? Rồi, tiếp nào. Mình sẽ sang trang tiếp theo, phần cảm ứng điện từ nhá. Mình sẽ sang phần cảm ứng điện từ này. Sang phần cảm ứng điện từ các em nào. Câu 1 này, từ thông qua một dây dẫn điện tích S không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? Không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? Độ lớn của cảm ứng từ. Rồi, từ thông của mình ấy, rho của mình sẽ bằng với NBS nhân với cos của gì? Alpha, trong đó alpha là góc hợp bởi gì? Mặt phẳng khung dây và pháp tuyến, đúng không? Vậy thì độ lớn của cảm ứng từ là đúng, cảm ứng từ chính là B này, thấy chưa? Diện tích đang xét đúng. Góc tạo bởi pháp tuyến và vector cảm ứng từ đúng, chính là góc alpha. Vậy thì nhiệt độ môi trường sẽ là không phụ thuộc nhá. Câu 1 đáp án D, thấy chưa? Câu 2 nào, dòng điện cảm ứng trong mạch kín thì có chiều làm sao? Sao cho từ trường cảm ứng có chiều chống lại sự biến thiên từ thông qua mạch. Rồi, câu 2 chuẩn đáp án A luôn. Đấy, dòng điện sinh ra trong mạch kín luôn có chiều làm sao? Chống lại nguyên nhân sinh ra nó. Câu 3 nào, định luật Lenzer cho ta phép ta xác định được gì? Độ biến đổi từ thông qua mạch cả. Định luật Lenzer là cái định luật gì? Xác định chiều dòng điện qua mạch kín khi mà từ thông biến thiên, được chưa? Vậy thì câu 3 phải là chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch. Câu 3 đáp án C. Câu 4 nào? Xuất điện động cảm ứng là xuất điện động gì? Câu 4, xuất điện động cảm ứng sẽ là xuất điện động mà sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín thôi, hoặc là sinh ra khi mà từ thông trong mạch kín biến thiên, được chưa? Câu 5 nào? Xuất điện động tự cảm của mạch thì tỷ lệ với gì? Xuất điện động tự cảm của mạch sẽ tỷ lệ đây, xuất điện động này chính là E sẽ bằng với gì? Sẽ bằng với độ biến thiên từ thông chia cho delta t đó, trừ đi, vì dấu trừ này đại diện cho gì? Dấu trừ đại diện cho cái định luật Lenz, đó chính là chiều dòng điện sinh ra chống lại nguyên nhân sinh ra nó. Đó, điện trở của mạch, cái này không đúng này, được chưa? Điện trở của mạch không liên quan đến xuyên động, nó tác động vào điện trở và nó ảnh hưởng đến I thôi, được chưa? Từ thông cực đại qua mạch cũng không đúng này, từ thông cực thiểu qua mạch cũng không đúng này, phải là tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch, vì tốc độ biến thiên cường độ dòng điện trong mạch nó sẽ ảnh hưởng đến từ thông qua mạch. Và cụ thể hơn ấy chính là gì? Cụ thể hơn chính là L
trừ L nhân với delta Y, được chưa? Trong đó L độ tự cảm, L độ tự cảm của gì? L là độ tự cảm của cái dây. Thấy chưa? Vậy là câu 5 đáp án D. Câu 6 nào? Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi gì? Gây ra bởi sự biến thiên chính cường độ trong mạch. Đấy, hiện tượng tự cảm mà chính cái cường độ dòng điện trong mạch thay đổi này, cái delta Y này dẫn đến gì? Dẫn đến sự hiện tượng sinh ra dòng điện tự cảm. Đó, thì câu 6 đáp án A. Câu 7 nào? Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong một đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường không phụ thuộc vào đâu? Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong một đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường thì không phụ thuộc vào gì? Không phụ thuộc vào chiều dài dây dẫn nhé. Nó sẽ không phụ thuộc vào chiều dài dây dẫn, nó chỉ phụ thuộc vào tiết diện của dây dẫn, tốc độ của dây dẫn cũng như là hướng của từ trường với cả hướng của dây dẫn ấy, nó chính là góc alpha ấy, nó sẽ phụ thuộc vào góc alpha, tốc độ của dây dẫn. À khoan, từ từ, nó phải là không phụ thuộc vào gì? Không, đúng rồi, tiết diện của dây dẫn. À, mình có công thức là gì? Suất điện động cảm ứng của mình, à đây, suất điện động cảm ứng của đấy theo công thức là E bằng với gì? E bằng với trừ L nhân gì? Nhân với delta, trừ nhờ L nhân với delta Y. Vậy thì nó sẽ phụ thuộc vào L và cũng phụ thuộc vào delta Y, đúng không? Thì nó có thể phụ thuộc vào hướng từ trường là một này, hướng vào tốc độ của dây này, tốc độ của dây dẫn là hai này, và phụ thuộc vào chiều dài dây dẫn nữa. Chiều dài dây dẫn thì nó sẽ ảnh hưởng đến L, chính là hệ số tự cảm. Vậy thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ không phụ thuộc vào tiết diện của dây dẫn. Câu 7 đáp án C. Câu 8 nào? Cho một khung dây dẫn có tiết diện S đặt trong từ trường đều, alpha là 0,7 vector cảm ứng từ B và pháp tuyến khung dây từ thông qua khung dây được xác định bằng công thức nào? Thì từ thông của mình bằng NBS cos alpha, với N là số vòng dây thôi. Ở đây thì nó hỏi là với một khung dây thì N bằng 1. Vậy thì NBS nhân cos alpha, được chưa? Alpha là 0,7 cảm ứng từ B và pháp tuyến khung dây, đúng rồi, không không nhầm sang sin rồi. Câu 8 đáp án B. Câu 9 nào? Phát biểu nào sau đây không đúng? Suất điện động cảm ứng trong một mạch thì làm sao? Có thể tồn tại mà không sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch đó. Ồ, câu 9 này sao nào? Có thể tồn tại mà không sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch đó. Phát biểu nào sau đây không đúng? Xuất hiện động cảm ứng trong một mạch. Đúng, có. Vì có thể là không có điện, nó gì? Nó biến thiên nhưng nó sẽ gây ra xuất hiện động nhưng mà chưa chắc đã gì? Chưa chắc đã có dòng điện, phải dòng điện cảm ứng thì sinh ra bởi xuất hiện động cảm ứng. Nhưng mà xuất hiện động cảm ứng thì chưa chắc sinh ra dòng điện, được chưa? Chỉ xuất hiện khi có từ thông qua mạch. Thì câu này mới là sai này, phải là chỉ xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch mới là đúng. Câu 9 đáp án B. Thấy chưa? Câu 10 nào. Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng, điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ gì? Từ cơ năng sang điện năng nhá, vì chuyển động mà. Sự chuyển động này là cơ năng này. Câu 10 đáp án C. Thấy chưa? Câu 11. Nhận xét nào sau đây là đúng? Xuất điện động tự cảm có độ lớn tỷ lệ với độ biến thiên cường độ dòng điện trong mạch. Đúng rồi, mình sẽ có xuất hiện động tự cảm này là E sẽ bằng gì? Bằng với trừ L nhân với delta Y chia cho delta T. Đấy, được chưa? Trừ L nhân delta Y chia delta T chứ. Đây anh vừa nãy anh viết thiếu delta T đấy. Delta T được chưa? Đây là delta T này. Được chưa? Trừ L nhân với delta Y chia delta T thì xuất hiện động tự cảm có độ lớn tỷ lệ với độ biến thiên cường độ dòng điện trong mạch là đúng. Thấy chưa? Xuất hiện động tự cảm có độ lớn tỷ lệ với thời gian. Tỷ lệ phải là tỷ lệ nghịch với thời gian dòng điện chạy qua mạch chứ. Phải là C này. Xuất điện động tự cảm độ lớn tỷ lệ với tốc độ biến thiên cường độ dòng điện trong mạch, tỷ lệ với tốc độ biến thiên, tỷ lệ với độ biến thiên thì à đúng rồi, câu C của mình nó sẽ chuẩn hơn vì nó thêm chữ tốc độ này. Nó phải là tốc độ biến thiên. Vậy thì câu C của mình sẽ đầy đủ hơn nhé. Câu 11 của mình đáp án C nó sẽ đầy đủ hơn em ạ. Câu 11 đáp án C. Câu 12 nào? Trong một mạch kín, dòng điện cảm ứng xuất hiện khi nào? Khi từ thông qua mạch biến thiên theo thời gian, được chưa? Câu 12 đáp án A luôn. Câu 13 nào? Cách nào dưới đây có thể tạo ra một dòng điện cảm ứng? Đưa một cực của ắc quy từ ngoài vào trong một cuộn dây kín thì cực của ắc quy làm sao? Cực của ắc quy khi mà cho vào một dòng cuộn dây kín ấy thì sinh ra dòng điện bình thường thôi, nó không phải là dòng điện cảm ứng nhá. Rồi nối cực của hai nam châm vào hai đầu dây dẫn cũng không liên quan lắm, cực của hai nam châm mà chạm vào hai đầu dây dẫn thì không thể sinh ra dòng điện được. Câu C nào, đưa một nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây kín thì khi mà đưa nam châm lại gần một cuộn dây kín ấy sẽ làm cho cái từ thông qua khung dây của cái cuộn dây kín đấy tăng lên và sẽ làm có nghĩa là gì? Có xuất hiện cái sự biến thiên từ thông và khi xuất hiện sự biến thiên từ thông sẽ sinh ra dòng điện cảm ứng. Vậy thì câu 13 đáp án C. Câu 14 nào? Máy phát điện xoay chiều hoạt động trên hiện tượng gì? Hiện tượng cảm ứng điện từ. Câu 14 đáp án D. Được chưa? Câu 15 nào? Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi nào? Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi mà cái gì? Khi mà dòng điện tăng nhanh hoặc là giảm nhanh, được chưa? Dòng điện tăng nhanh hoặc giảm nhanh có nghĩa là cái biến thiên gì? Cái độ biến thiên nó lớn thì sẽ dẫn đến gì? Sẽ dẫn đến cái suất điện động của nó lớn. Được chưa? Dẫn đến suất điện động tự cảm nó lớn. Câu 15 đáp án B. Câu 16 nào? Một mạch kín C không biến dạng đặt trong từ trường đều
Trong trường hợp nào sau đây thì dòng điện trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng thì mạch chuyển động trong mặt phẳng vuông góc với từ trường, khi chuyển động trong cái mặt phẳng vuông góc với từ trường ấy. Thấy chưa? Khi chuyển động trong cái mặt phẳng mà vuông góc với từ trường à? Xem nào, câu 16 này, khi chuyển động mặt phẳng vuông góc với từ trường ấy thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ không xuất hiện cái gì? Nó sẽ không xuất hiện cái từ thông biến thiên và nó sẽ không thể xuất hiện dòng điện được. Thế nào, câu B nào, mạch quay xung quanh một trục vuông góc với mặt phẳng C, một trục vuông góc với mặt phẳng C. Rồi, đây anh vẽ thử ra nha, một mạch kín C này. Mạch kín C này có thể vẽ hình bất kỳ cũng được. Đây mặt kín C đây, đặt trong một từ trường đều. Từ trường đều nhá, từ trường đều này. Đây, từ trường đều có thể vẽ nha. Đó, từ trường đều như này. Đó, đây là B này. Đó, thì khi mà làm sao? Khi mà di chuyển trong mặt phẳng vuông góc này thì làm sao? Vì các đường sức từ này nó làm sao? Nó cách đều nhau. Nên khi mà em di chuyển cái này trong cái khoảng trong cái mặt phẳng C này, khi di chuyển cái khung dây trong mặt phẳng C này thì số đường sức từ cắt qua khung dây nó sẽ không thay đổi nhá. Thế sẽ không xuất hiện. Để chờ đến đáp án A là sai này. Câu B này, quay mạch quay xung quanh một trục vuông góc với mặt phẳng C. Đây một trục vuông góc với mặt C, đây trục này. Khi mà quay xung quanh này thì số đường sức từ cắt qua khung dây cũng không thay đổi đúng không? Rồi, mạch chuyển động tĩnh tiến thì cũng giống như là câu A thôi nên vẫn sai. Câu D nào, mạch quay trong trục nằm trong mặt phẳng C. Rồi, trục nằm trong mặt phẳng C anh có thể vẽ ra ví dụ như trục này chẳng hạn. Đây anh vẽ bút khác nhá, bút màu khác nhá, phải bút màu xanh chẳng hạn. Đây mình sẽ quay trong cái trục này. Đó, mình sẽ quay bằng cái trục này. Thì làm sao? Thì khi mà em quay ấy, cái số đường sức từ cắt qua khung dây của mình sẽ thay đổi và khiến cho gì? Khiến cho từ thông qua khung dây thay đổi. Vậy thì nó sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng. Câu 16 đáp án D. Phải chưa? Câu 17 nào, định luật Lenzer là hệ quả của định luật gì? Bảo toàn gì? Bảo toàn năng lượng nhá. Vì sao? Vì dẫn đến sự biến đổi của cơ năng sẽ chuyển sang thành điện năng. Được chưa? Câu 17 đáp án B. Câu 18 nào, dòng điện Foucault là dòng điện cảm ứng sinh ra trong gì? Trong vật dẫn. Khi có từ thông qua vật không đổi à? Từ thông qua vật phải đổi chứ thì mới sinh ra dòng điện Foucault chứ đúng không? Mạch kín khi diện tích của mạch không đổi. Diện tích mạch không đổi thì cũng chả ảnh hưởng gì đến dòng điện Foucault cả đúng không? Mạch hở khi diện tích của mạch biến thiên. Vật dẫn khi có từ thông qua mạch biến thiên mới là đúng. Câu 18 đáp án D. Câu 19 nào, đơn vị của từ thông có thể là gì? Đơn vị của từ thông. Đơn vị của từ thông nhá, từ thông của mình là gì? Đây, từ thông của mình là NBS nhân với cos alpha. Đúng không? Trong đó N với cos alpha thì không có đơn vị, B của mình có đơn vị là Tesla và S của mình có đơn vị là mét vuông, đúng không? Vậy thì đơn vị có thể là Tesla nhân với bình phương của mét. Đó, nhân với mét bình phương, đó là T nhân với mét vuông là câu D, câu 19 đáp án D. Thấy chưa? Tesla trên mét là sai em ơi. Tesla trên mét là sai em ơi, mình phải đi theo gì? Đi theo công thức nha. Từ thông cơ mà, từ thông là NBS nhân cos alpha, trong đó N cos alpha làm sao? N cos alpha là không có đơn vị, B đơn vị là Tesla, còn S thì đơn vị là mét vuông, được chưa? Thầy tên là gì á? Anh là Đạt, Nguyễn Trọng Đạt là trợ giảng của thầy Vũ Ngọc Anh, được chưa? Câu 20 nào, một vòng dây dẫn kín được đặt trong từ trường trong khoảng thời gian delta T, từ thông qua mạch biến thiên một lượng là delta rho thì xuất hiện cảm ứng trong mạch dây dẫn nó sẽ là gì? Sẽ là E bằng gì? E bằng với trị tuyệt đối của delta từ thông chia cho delta T. Được chưa? Đó, câu 20 đáp án A. Rồi, câu 20 đáp án A. Tiếp nào, câu 21 nào. Trong một dây dẫn kín di chuyển lại gần một nam châm thì trong vòng dây xuất hiện một dòng điện cảm ứng. Đây là hiện tượng cảm ứng điện từ. Bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ là sự chuyển hóa gì? Chuyển hóa từ cơ năng thành điện năng nhá. Vì mình di chuyển mà, di chuyển nam châm thì chính là cơ năng, được chưa? Và chuyển thành dòng điện thì là điện năng. Câu 22 nào, phát biểu nào sau đây không đúng? Từ thông là một đại lượng vô hướng. Đúng, từ thông là một đại lượng vô hướng em nhá. Nó chỉ gì? Chỉ số lượng đường sức từ cắt qua một đơn vị diện tích. Thế nên nó là một đại lượng vô hướng. Từ thông qua mặt phẳng khung dây bằng 0 khi khung dây đặt trong từ trường có các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây. Đúng rồi, vì sao? Vì là số đường sức từ cắt qua mặt phẳng khung dây cũng nghĩa đi vào trong mặt phẳng khung dây hoặc đi ra khỏi mặt phẳng khung dây. Thế nên khi mà nó đặt song song với từ trường thì sẽ không có gì? Sẽ không có cái đường sức từ nào cắt qua được cả. Vậy thì câu 22 đáp án B. Thấy chưa? Câu 22 đáp án B. Khoan, từ từ thông. À nó không đúng mà, chọn câu không đúng mà. Thì câu này đúng rồi, được chưa? Câu C nào, từ thông qua một mặt kín thì luôn khác không là sai. Chính câu B nó đã giải thích rồi. Từ thông qua một mặt kín có thể bằng không khi mà các đường sức từ làm sao? Song song với mặt phẳng khung dây. Thế nên là câu 22 đáp án C là sai và mình sẽ chọn là C, được chưa? Không đúng. Câu 23, một dây dẫn được đặt trong một từ trường đều rộng sao cho mặt phẳng của khung dây vuông góc với đường cảm ứng
phải đường cảm ứng, đường cảm ứng từ chứ, viết thiếu, đường cảm ứng từ, thấy chưa? Đường sức cảm ứng từ, trong vòng dây dẫn xuất hiện một suất điện động cảm ứng nếu nó gì? Đây, đặt vuông góc rồi nha, nó giống với trường hợp của gì? Giống với trường hợp của câu bên trên này này, anh vẽ rồi này, giống trường hợp câu 16 nhá, được chưa? Đó, thì câu 23 của mình ấy sẽ chọn là đáp án B, quay quanh một trục vuông góc với đường cảm ứng từ, được chưa? Quay quanh một trục vuông góc với cảm ứng từ, được chưa? Rồi, câu 24 nào? Câu 24 nào? Câu 24 nào? Comment cho anh câu 24 nào. Một khung dây dẫn hình kín hình chữ nhật ABC đặt cạnh một dây dẫn thẳng rất dài có dòng điện một chiều cường độ Y chạy qua như hình vẽ. Khung dây dẫn chuyển động ra xa, dòng điện theo chiều V khung dây thì làm sao? Chuyển động ra xa nhá. Thì càng ra xa gì? Càng ra xa Y, càng ra xa dòng điện ấy thì cái gì? Cảm ứng từ B nó càng yếu đi, cảm ứng từ B yếu đi, có nghĩa là nó giảm ấy. Thì làm sao? Từ thông qua khung dây cũng sẽ giảm. Khi có từ thông qua khung dây giảm thì làm sao? Từ thông qua khung dây giảm phải xuất hiện dòng điện, được chưa? Vậy thì chỉ có thể là B, C hoặc D thôi, B hoặc C thôi, được chưa? Bây giờ mình sẽ vẽ này, bây giờ mình sẽ vẽ này. Từ thông qua đầu tiên là cái B, B do Y tạo ra nhá, B do Y tạo ra anh gọi là B0 đi. B do Y tạo ra sẽ tuân theo quy tắc nắm bàn tay phải. Nắm bàn tay phải thì nó phải làm sao? Nắm bàn tay phải đi vào trong. Đi vào trong phải là dấu cộng, được chưa? B gì? B này là B0 đi. Đấy. Và đây là B làm sao? Từ thông giảm nhá. Từ thông giảm thì làm sao? B cảm ứng của mình ấy, từ thông giảm thì B cảm ứng của mình phải cùng phương cùng chiều với B0 để nó bù lại cái phần mà B0 giảm, được chưa? Nó bù lại cái phần B0 giảm. Vậy thì đây nó cũng sẽ là dấu cộng. Đấy, B cảm ứng cũng là dấu cộng. Và từ B cảm ứng là dấu cộng rồi thì mình sẽ xác định gì? Xác định cái chiều của dòng điện chạy trong khung dây bằng vẫn bằng quy tắc nắm tay phải. Nhưng mà lúc này là nắm tay phải với ngón tay cái là chiều cảm từ B cảm ứng, còn cái chiều của các đầu ngón tay sẽ là chiều dòng điện. Cụ thể ở đây là chiều gì đây? Cụ thể ở đây là chiều gì? Mình sẽ làm sao đây? Mình sẽ chiếu cùng chiều với kim đồng hồ, được chưa? Đó, có nghĩa là chiều từ A, B, C đến D thôi. Được chưa? Đó, chiều từ A, B, C, D, A. Câu 24 đáp án B. Nào, câu 25 nào. Trong giờ học thực hành về hiện tượng tự cảm, một nhóm các học sinh đã bố trí thí nghiệm giống như sơ đồ hình vẽ bên. Ban đầu khóa K ở trạng thái mở và các đèn không sáng. Khi khóa K theo thứ tự bật sáng các đèn, nhận xét nào sau đây là đúng? Rồi, nhận xét là sao đây là đúng. Chúng ta này, nhìn này, dòng điện ấy khi mà mình làm sao? Khi mình đóng khóa K lại thì dòng điện sẽ chạy từ đâu? Chạy từ cực dương này. Đó, chạy lên đây và chạy lên đèn đúng không? Và sau khi chạy lên đèn thì quay lại đến gì? Quay lại đến đây khi mà khóa K đóng ấy, được chưa? Khi mà khóa K đóng. Rồi. Thì làm sao? Đèn 1 ấy, đèn 1 nó sẽ là đi qua điện trở rồi đến đèn 1 thì nó sẽ sáng rất là bình thường. Nhưng mà gì? Đèn 2 ấy khi mà dòng điện chạy qua cuộn dây này thì nó sẽ làm sao? Xuất hiện một cái hiện tượng gọi là hiện tượng tự cảm. Sinh ra cái dòng điện là gì? Sinh ra cái dòng điện chống lại sự biến thiên. Có nghĩa là sinh ra cái dòng điện chống lại cái chiều chiều ban đầu là chiều đi đến đèn 2. Và nó sẽ làm cho cái đèn 2 sáng chậm hơn một chút. Được chưa? Thế nên là mình sẽ kết luận là đèn 1 sáng trước đèn 2. Câu 25 đáp án B. Được chưa? Rồi, ok. Câu 25 đáp án B. Rồi, mình sẽ chữa nốt phần khúc xạ ánh sáng nhá. Mình sẽ chữa nốt phần khúc xạ ánh sáng nhá. Vì có vẻ như là các em ao ra để làm đề tinh tú hay sao nhỉ? Đây là trước cuốn nào vậy anh á? Đây là trước cuốn gì? Cày lý thuyết 360 độ nhá. Cuốn này này. Thấy chưa? Đây là trước cuốn cày lý thuyết 360 độ nhá. Và hiện tại là đang trang bao nhiêu rồi? Hiện tại là trang 154 rồi nha em nhá. Được chưa? Thôi, câu 1 nào. Theo định luật khúc xạ. Theo định luật khúc xạ, tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẳng chuẩn luôn, nó sẽ nằm trong cái mặt phẳng vuông góc với gì? Vuông góc với pháp tuyến ấy. Thấy chưa? Rồi, à nằm trong mặt phẳng chứa pháp tuyến luôn, được chưa? Câu 1 phải là đáp án A, tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng cùng một mặt phẳng với gì? Với tia tới. Yeah. Câu 2 nào, chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết xuất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ thì khi đó góc y được xác định công thức như nào? Thì đây, con này vẽ ra này, mình sẽ có mặt phẳng như này nhá. Đây, đây mặt phẳng pháp tuyến này. Thấy chưa? Sao cho gì? Sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Đây, tia phản xạ đây, tia đây, tia tới đây. Đây là SI nhá, tia tới SI này. Và tia phản xạ là IS phẩy này. Đó, phản xạ thì hai góc này sẽ bằng nhau, được chưa? Hai góc này sẽ bằng nhau. Và tia gì? Tia khúc xạ vuông góc với tia, tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ thì đây, anh sẽ có góc này, được chưa? Đó, và góc này của mình là góc Y này, được chưa? Góc này của mình là góc R này. Đó, góc này của mình là góc R này, được chưa? Vậy thì từ cái gì? Từ hai cái này bằng nhau thì mình suy ra được là Y làm sao? Y cộng R sẽ bằng 90 độ. Đó, mà theo công thức của khúc xạ thì anh có là gì? N1 sin Y, được chưa? N1 sin Y bằng N2 sin R. Được chưa?
Đó, trong gì? Trong khi đó N1 của mình là trong không khí, N1 của mình trong không khí, vậy thì N1 bằng 1, còn N2 người ta cho bằng N rồi, vậy thì anh sẽ có là sin y. Được chưa? Sẽ bằng với N nhân với sin R, nhưng mà sin R thì anh sẽ chuyển thành gì? Sin R anh sẽ chuyển thành cos của R, vì sao? Vì anh có y cộng R bằng 90 độ thì sin gì? Sin R sẽ bằng với cos của y. Được chưa? Đấy, sin R bằng cos y. Cos y, được chưa? Đó, sau đó anh sẽ chuyển cos sang về bên trái thì sẽ là sin chia cos bằng tan. Được chưa? Sin chia cos bằng tan, vậy suy ra được là n bằng với tan y. Đó, n bằng tan y. Câu 2 đáp án C. Rồi, câu 3 nào? Trong ánh sáng, khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết xuất lớn hơn sang môi trường có chiết xuất nhỏ hơn thì làm sao? Không thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là sai. Từ môi trường có chiết xuất lớn hơn sang môi trường chiết xuất nhỏ hơn thì có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần trong điều kiện là góc tới phải lớn hơn góc tới giới hạn. Có thể xảy ra hiện tượng toàn phần này, luôn xảy ra hiện tượng toàn phần là sai, nó phải có điều kiện mới xảy ra được. Chỉ xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng cũng là sai, luôn luôn kèm theo hiện tượng phản xạ nhỏ, được chưa? Câu 3 đáp án B. Rồi, câu 4 nào? Một cái cọc cắm thẳng đứng trên sông, nửa bên dưới nửa bên trong là nước, bên ngoài nửa bên trong cái gì đây? Có sai à? Một cái cọc cắm thẳng đứng trên sông, nửa bên trong, nửa bên ngoài là nước. À hiểu rồi. Một cái cọc khác cũng cùng chiều dài được cắm thẳng đứng trên bờ. Bóng của cái cọc cắm thẳng đứng trên bờ sẽ trông như thế nào? Cóng bóng của cái cọc mà đứng cắm thẳng đứng trên bờ ấy trông sẽ làm sao? Trông nó sẽ dài hơn, được chưa? À trông nó sẽ ngắn hơn. Cái bóng ở đó sẽ nào? Bóng cắm thẳng đứng dưới sông, cái trên bờ bao giờ nó cũng sẽ dài hơn, vì sao? Vì khi mà ánh sáng đi vào sao? Đi vào trong nước ấy thì cái chiều gì? Cái góc khúc xạ nó sẽ làm cho gì? Làm cho cái bóng nó nhỏ đi. Đây này. Đây nhá, anh sẽ vẽ nhá. Đây, anh sẽ vẽ này. Đây này, giả sử đây cái bóng ấy nhá, chiều y này, đó, nó sẽ khúc xạ này. Sẽ khúc xạ vào thì cái đáng ra cái bóng của nó chiều dài của nó phải làm sao? Chiều dài của nó phải đến tận đây. Đấy, chiều dài đang phải tận đây nhưng mà xuống dưới nước thì cái bóng nó chỉ còn bằng này thôi. Được chưa? Vậy thì cái chiều dài của bóng ở của cái cột dưới nước ấy nó sẽ ngắn hơn so với cái bóng của cái cọc mà cắm trên bờ. Được chưa? Câu 4 đáp án C. Rồi, câu 5 nào? Câu 5 nào? Hoàn thành câu phát biểu sau, hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác. Tia sáng sẽ bị làm sao? Hiện tượng khúc xạ ánh sáng, tia sáng sẽ bị làm sao? Bị gãy khúc, được chưa? Khúc xạ là gãy khúc, được chưa? Khúc xạ là sự gãy khúc của ánh sáng khi truyền qua giữa mặt phân cách hai môi trường trong suốt. Câu 5 đáp án A. Câu 6 nào? Khi nói về hiện tượng phản xạ toàn phần, phát biểu rằng sau đây là sai. Khi có phản xạ toàn phần thì hầu như toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường chứa chùm sáng tới. Chuẩn. Phản xạ toàn phần chỉ xảy ra khi tia sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém. Đúng rồi. C này, phản xạ toàn phần chỉ xảy ra khi góc tới lớn hơn góc tới giới hạn. Lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần. Chuẩn. Góc giới hạn phản xạ toàn phần được xác định bằng tỷ số giữa chiết xuất của môi trường chiết quang kém với gì? Với môi trường chiết quang lớn à? Xem nào. Câu 6 này của mình nó phải là gì? Y sin y giới hạn đúng không? Sin y giới hạn bằng với gì? N1 chia cho N1 chia cho N2 à, N1 chia cho N2 à, N2 chia cho N1 với N2 là môi trường chiết quang kém hơn. Nhưng mà nó không tỷ lệ với N2 trên N1 mà nó tỷ lệ theo hàm sin, được chưa? Vậy thì dùng câu D này là phát biểu sai rồi. Đó, câu 6 đáp án D. Câu 7 nào. Khi chiếu ánh sáng từ không khí vào nước thì làm sao? Khi chiếu ánh sáng từ không khí vào nước thì đây. Từ không khí vào nước nha, thì không khí là có chiết xuất nhỏ hơn so với nước, được chưa? Nhỏ hơn so với nước, vậy thì làm sao? Vậy thì cái góc khúc xạ của mình lúc nào cũng sẽ nhỏ hơn góc 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 gì? Góc khúc xạ lúc nào sẽ nhỏ hơn góc tới, được chưa? Góc gì? Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới, được chưa? Đó, góc khúc xạ luôn nhỏ hơn góc tới. Đó, câu 7 đáp án A. Câu 8. Nước và thủy tinh có chiết xuất là N1 và N2. Chiết xuất tỷ đối giữa gì? Thủy tinh và nước. Thủy tinh và nước nha. Nước và thủy tinh, đây là nước này. Thấy chưa? Đây là nước này, đây là thủy tinh này. Thì giữa thủy tinh và nước sẽ là N2 chia cho N1. Được chưa? Chiết xuất tỷ đối là lấy cái nọ chia cho cái kia thôi. Tỷ lệ đấy. Câu 8 đáp án B. Câu 9 nào? Một tia sáng dưới góc tới Y từ không khí và môi trường trong suốt có chiết xuất N. Thì góc khúc xạ R, công thức nào sau đây là đúng? Thì công thức nó sẽ là N1 sin Y nhân N2 sin R. Nhưng mà không khí thì N1 rồi và N2 thì bằng N. Vậy thì mình sẽ có là sin Y bằng N sin R. Thấy chưa? Sin Y bằng N sin R. Câu 9 đáp án A. Câu 10 nào. Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt. Phải là chịu, nhưng mà nó phải có điều kiện nữa đúng không? Thử đọc những câu sau xem có ý, cái ý của nó có đầy đủ hơn không nhá. Ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi gặp bề mặt nhẵn là sai này.
Chưa? Ánh sáng bị đổi hướng đột ngột khi truyền từ mặt phân cách, nên là khúc xạ chứ không phải phản xạ nhá. Câu D nào, cường độ bị giảm khi truyền qua mặt phân cách cũng là sai. Được chưa? Vậy thì câu 10 đáp án A mặc dù nó hơi thiếu, nó phải nói rõ ra là truyền từ môi trường trong suốt có chiết quang gì hơn sang môi trường trong suốt có chiết quang kém, và góc tới của mình phải làm sao? Góc tới của mình phải lớn hơn góc tới giới hạn. Đó, câu 10 đáp án A nó hơi thiếu một chút nhá, nhưng mà so với những câu còn lại vẫn đúng. Được chưa? Câu 11 nào, trong y khoa có sử dụng thuật ngữ nội soi. Vậy người ta sử dụng hiện tượng nào sau đây để chế tạo dụng cụ nội soi? Dụng cụ nội soi là gì? Thì người ta sẽ đưa một cái ống có cái đèn và camera hướng vào trong gì? Có cái đèn, và bên trong cái ống đấy nó là những cái gì? Nó là những cái chất làm sao? Những cái chất trong suốt. Thấy chưa? Bản chất là gì? Người ta đưa vào trong họng mình này để người ta soi, hoặc đưa vào trong dạ dày để soi ấy. Đấy, thì cái đèn nó chiếu vào trong dạ dày của mình, thì cái dạ dày của mình nó phản xạ ánh sáng lại, và phản xạ ánh sáng vào trong cái ống, và trong cái ống đấy thì ánh sáng sẽ đi làm sao, phản xạ toàn phần, nó cứ phản xạ toàn phần liên tục để đến gì, để đến cái màn hình, để đến được cái bộ phận gì cảm nhận ánh sáng và truyền ra màn hình cho mình. Thì nó giống hệt như là gì, cái gì nhỉ? Cái cáp quang thôi, giống hệt như cái cáp quang thôi, và cái ứng dụng của nó chính là từ phản xạ toàn phần. Câu 11 đáp án A chứ không phải khúc xạ ánh sáng đâu nha. Khúc xạ ánh sáng là ánh sáng bị gãy khúc em ạ, phải là A mới đúng, phải là phản xạ toàn phần. Nó sẽ làm sao? Nó sẽ phản xạ liên tục trong cái ống đấy, được chưa? Câu 12 nào, trong trường hợp nào sau đây tia sáng truyền thẳng khi làm sao? Không truyền thẳng nhá. Rồi, truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt có cùng chiết xuất, là nó phải truyền thẳng chứ, đã cùng một gì, đã cùng chiết xuất rồi chắc chắn là gì, nó sẽ không có góc khúc xạ, chưa? Sai. Rồi, tia tới vuông góc với mặt phân cách, vuông góc một phân cách thì sẽ truyền thẳng được, thấy chưa? Chuẩn. Vậy thì không truyền thẳng là sai. Rồi, có hướng đi qua tâm của một quả cầu trong suốt. Khi mà đi qua tâm một quả cầu trong suốt ấy thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ vuông góc với cái mặt phẳng cắt qua tâm, được chưa? Và nó cũng sẽ truyền thẳng, được chưa? Đó, truyền xiên góc từ không khí và kim cương, truyền xiên góc rồi thì chắc chắn phải khúc xạ chứ không thể nào truyền thẳng được. Câu 12 đáp án D, vì nó để là không truyền thẳng mà, đúng không? Câu 12 đáp án D. Câu 13 nào? Khi gì? Khi nhìn xuống đáy một hồ nước, bạn thấy một hồ có vẻ nông, nhưng khi đặt chân xuống thì đáy hồ sâu hơn bạn tưởng tượng. Hiện tượng này giải thích bằng hiện tượng khúc xạ ánh sáng nha. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng nó bị gãy khúc là mình cảm giác là gì? Cái hồ nó nông hơn, được chưa? Câu 14. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới, góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới. À, góc khúc xạ tỷ lệ thuận góc tới, góc khúc xạ góc tới tăng khi góc khúc xạ cũng tăng dần. Thì cái này sai này, cái này sai này, cái này sai này. Chỉ có câu này đúng thôi. Vì sao? Vì N1 sin Y bằng với N2 sin R, đúng không? Khi gì? Khi góc tới của mình là góc Y để tăng này thì sẽ làm cho sin Y tăng. Sin Y tăng thì làm cho cái tích này nó tăng. Khi tích này nó tăng thì cái tích này cũng tăng theo, mà chiết xuất thì không đổi rồi, nên thế sin R cũng tăng. Sin R tăng thì dẫn đến R tăng, vì đây là hàm sin, nó tỷ lệ gì? Hàm sin là hàm thuận. Hàm tăng tỷ lệ thuận theo gì? Theo hàm sin. Vì sao? Vì R tăng thì sin R cũng tăng theo khi mà chạy từ 0 đến 90 độ, đúng không? Vì mình đang xét Y với R mình là chạy từ 0 đến 90 độ thôi, được chưa? Đó, vậy thì câu 14 đáp án D. Câu 15 nào, trong các ứng dụng nào sau đây, ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần? Phản xạ toàn phần như anh đã nói ấy, nó dùng để nội soi hoặc là cáp quang chuyển mạng. Câu 15 đáp án D. Câu 16 nào, hiện tượng nào sau đây không giải thích bằng hiện tượng phản xạ toàn phần? Lúc chứa nắng trên mặt đường nhựa khô ráo nhìn như có vẻ ướt nước thì đây là phản xạ toàn phần nhá, được chưa? Sự gì đây? Đây là không, đúng không? Không giải thích được, đúng không? Sự lấp lánh của các viên kim cương. Sự lấp lánh của các viên kim cương. À, rồi, ảo ảnh. Thì sự lấp lánh của các viên kim cương ấy chỉ chẳng qua là nó phản xạ ánh sáng thôi, nó phản xạ ánh sáng bình thường thôi chứ không phải là khúc phản xạ toàn phần nhé. Xem nào. Ánh tháp rùa hiện trên, khoan nào, ánh tháp rùa hiện trên mặt nước của Hồ Gươm. Ảnh tháp rùa hiện trên mặt nước của Hồ Gươm thì nó phản xạ lại gì? Phản xạ lại cái ánh của gì, ảnh của Hồ Gươm thì nó chỉ là phản xạ bình thường thôi, nó không nhất thiết phải là phản xạ toàn phần. Vì lúc nào đi qua gì, đi qua cái mặt phân cách ấy, nó sẽ có một phần bị phản xạ và không nhất thiết nó phải là phản xạ toàn phần. Và thứ hai nữa là đi từ Hồ Gươm xuống nước thì là môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang gì, từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn thì không thể nào xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần được. Phản xạ toàn phần nó chỉ xảy ra khi mà chiết quang cao sang chiết quang thấp thôi, được chưa? Vậy thì câu 16 của mình là C. Thấy chưa? Sự lấp lánh của các viên kim cương á. Thật ra là sự lấp lánh của các viên kim cương thì mình cũng sẽ tạm chấp nhận được. Thật ra là nó cũng thế thôi. Sự lấp lánh của các viên kim cương thì ánh sáng chiếu vào trên kim cương này thì chắc chắn là kim cương chiết xuất cao hơn rồi, đúng không? Ánh sáng chiếu vào trên kim cương thì cái viên kim cương có chiết xuất cao hơn rồi thì không thể nào xảy ra phản xạ toàn phần được, đúng không? Phản xạ toàn phần phải là từ chiết quang cao sang chiết quang thấp, đúng không? Thế nên là sự lấp lánh của các viên kim cương ấy thì là ánh sáng đi vào trong viên kim cương à,
xong mới phản xạ đúng không? Nó chỉ phản xạ một phần thôi. Vậy thì câu B cũng có vẻ là không không giải thích bằng hiện sự phản xạ toàn phần rồi, thấy chưa? Câu này có thể cả B và C cho anh nhé. Vì sao? Vì khi ánh sáng chiếu vào kim cương á là từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn, thấy chưa? Rồi câu 17 nào. Khi tia sáng đi từ môi trường trong suốt N1 tới mặt phân cách của môi trường trong suốt N2. N2 lớn hơn N1 thì tia sáng không vuông góc mà phân cách thì làm sao đây? Câu 17 nào, tia sáng khi mà không vuông góc mà phân cách ấy, thì làm sao? Thì nó sẽ xảy ra hiện tượng gì thôi? Nó sẽ xảy ra hiện tượng khúc xạ thôi. Xảy ra hiện tượng khúc xạ thôi đúng không? Đó. Đấy. Đó, đi từ N1 này sang N2 này mà N2 lớn hơn N1 thì không thể nào xảy ra phản xạ toàn phần được, nó chỉ khúc xạ thôi. Thấy chưa? Tia sáng bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách dài môi trường. Thấy chưa? Không vuông góc đúng không? Thì bị khúc xạ thôi. Tất cả tia sáng đều bị khúc xạ là sai này, vì nó có thể đi tia vuông góc thì sẽ chuyển thẳng, thấy chưa? Tất cả các tia sáng đều phản xạ trở lại môi trường N1. Thấy chưa? Đều phản xạ lại môi trường N1 là sai, vì khi mà chuyển thẳng nó vẫn làm sao? Nó chuyển vuông góc này sẽ chuyển thẳng, thấy chưa? Một phần tia sáng bị khúc xạ, một phần bị phản xạ. Câu này cũng đúng. Tia sáng bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường. Vậy thì cả câu A và câu D đều nghe có vẻ chuẩn này. Câu A và câu D đều chuẩn nhá. Câu A và câu D đều chọn được, được chưa? Rồi nay ít lượt xem quá, nay các bạn chắc là gì nhỉ, mệt với cả chuẩn bị để thi đề tinh tú. Giờ trong nhóm đề tinh tú có mua thầy có đăng lúc 8:30 có đề tinh tú, các bạn đang có thể là các bạn ao ra để làm bài thi. Được chưa? Rồi, câu 18 nào. Câu 18 nào. Điều nào sau đây không đúng khi phát biểu về hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Không đúng nhá. Tia khúc xạ luôn lệch lại gần phát tuyến hơn tia tới, nó chỉ xảy ra khi nào? Chỉ xảy ra khi mà N1 nhỏ hơn N2 thôi, vậy nên là câu này là không đúng. Luôn lệch lại gần hơn là không đúng, được chưa? Câu 18 đáp án A. Câu 19 nào. Chiết xuất tỷ đối giữa hai môi trường. Chiết xuất tỷ đối giữa hai môi trường là sao? Cho biết khúc xạ nhiều hay ít khi đi từ môi trường này sang môi trường kia. Rồi. Càng lớn khi góc tới của tia sáng càng lớn thì đây chiết xuất tỷ đối nha. Chiết xuất tỷ đối của hai môi trường này, anh sẽ vẽ ra này. Đó, đây có thể là N1 này, đây là N2 này. Đây là gì? Đây là góc tới này, đây là góc khúc xạ này. Thấy chưa? Thì cái chiết xuất tỷ đối này, cái chiết xuất tỷ đối của mình ấy, nó sẽ làm sao? Cho biết được là tia sáng khúc xạ nhiều hay ít, vì cái tỷ lệ N1 trên N2 ấy, nó sẽ quyết định cái tỷ lệ sin y trên sin r, đúng không? Nó sẽ quyết định cái tỷ lệ sin y trên sin r, thì nó sẽ biết được cho mình là nó gãy nhiều hay gãy ít, được chưa? Đó, nên câu 19 mình chọn A được rồi. Thấy chưa? Lớn hơn 1 khi môi trường khúc xạ kém chiết quang hơn môi trường tới. Lớn hơn 1 khi môi trường khúc xạ kém chiết quang hơn môi trường tới là sai. Vì sao? Vì lớn hơn 1 khi làm sao? Khi N2 lớn hơn N1 chứ, đúng không? Thế là kém phải hơn chứ, đúng không? Đó. Rồi, câu 20 nào. Trong trường hợp nào sau đây tia sáng không truyền thẳng? Không truyền thẳng nha. Truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt có cùng chiết xuất. Có cùng chiết xuất rồi thì kiểu gì cũng truyền thẳng, được chưa? Tia gì? Tia tới vuông góc với mặt phẳng phân cách giữa hai môi trường trong suốt truyền thẳng. Tia tới hướng đi qua tâm của một quả cầu trong suốt, có thể lặp lại rồi mà, đi qua tâm của trong suốt là cũng vuông góc cái mặt phẳng đấy, đúng không? Giờ truyền xuyên từ không khí vào kim cương thì mới làm sao? Thì nó mới xảy ra hiện tượng là khúc xạ, có nghĩa là không truyền thẳng đấy. Câu 20 đáp án D. Câu 21 nào. Khi có hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra thì mọi tia tới đều bị phản xạ và tuân theo định luật phản xạ ánh sáng. Chuẩn. Phản xạ ánh sáng là gì? Định luật phản xạ ánh sáng là em học từ lớp 7 rồi đấy, thấy chưa? Là gì? Là chiếu một tia tới này thì nó sẽ làm sao? Sẽ phản xạ lại, làm sao cho cái góc làm sao? Cái góc hợp bởi cái mặt phẳng là như nhau, hoặc là cái góc hợp bởi pháp tuyến là như nhau. Đó, đấy là định luật phản xạ ánh sáng. Câu 21 đáp án A. Thấy chưa? Câu 22 nào. Khi một chùm tia sáng phản xạ toàn phần tại mặt phân cách giữa hai môi trường thì làm sao? Thì cường độ phản xạ toàn phần nhá. Phản xạ toàn phần này thì cường độ sáng của chùm sáng khúc xạ đã phản xạ toàn phần rồi thì không có khúc xạ nữa, được chưa? Cường độ sáng của chia khúc xạ bị triệt tiêu. Thật ra nói là triệt tiêu nhưng mà mình coi như là không có khúc xạ nữa rồi, đúng không? Mình coi như là không có khúc xạ nữa rồi, được chưa? Cường độ sáng của chùm tia phản xạ bằng với cường độ sáng của chùm tia tới. Đúng rồi, câu xem nào. Cường độ sáng của chùm phản xạ bằng cường độ sáng của chùm tia tới và chùm khúc xạ bị triệt tiêu. À, vậy thì cả hai câu này nó đều ok. Đấy, cả hai câu này nó đều ok, nhưng mà câu D nó sẽ là chuẩn hơn. Câu D nó sẽ gộp cả hai, được chưa? Đấy, vừa bị triệt tiêu khúc xạ, không tồn tại tia khúc xạ nữa, mà cái phản xạ toàn phần có nghĩa là gì? Là toàn bộ cái cường độ của tia tới nó sẽ truyền sang tia phản xạ. Câu 22 đáp án D. Câu 23 nào. Chọn câu đúng nhất. Khi tia sáng đi từ môi trường trong suốt N1 tới mặt phẳng phân cách với môi trường trong suốt N2 với N2 lớn hơn N1 thì tia sáng không vuông góc nha. Không vuông góc với mặt phân cách thì làm sao? Thì sẽ bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách ra môi trường thôi. Vì sao?
mình sẽ có là gì? N1 làm sao? N1 nhỏ hơn N2 rồi thì sẽ không thể xảy ra phản xạ được. Không xảy ra phản xạ thì chỉ có thể là khúc xạ thôi, vì không vuông góc mà. Đúng không? Đấy, vì nó chiếu không vuông góc thì kiểu gì nó cũng sẽ khúc xạ. Đó. Không vuông góc thì kiểu gì cũng khúc xạ. Đây. Đó, được chưa? Đây là tia tới này, Y này, R này. Đó, nó sẽ bị lệch một góc. Rồi, câu 23 đáp án A. Câu 23 đáp án A. À khoan, từ từ. Nó từ từ, từ từ, từ. Nó nói có thiếu không nhỉ? Bị khúc xạ này. Nhưng mà, đúng rồi, bị gãy khúc khi đi qua hai môi trường chuẩn rồi. Tia, tất cả các tia sáng đều bị khúc xạ khi đi vào môi trường N2 là sai, vì nó có thể làm sao, nó có thể truyền thẳng nữa. Các tia sáng đều phản xạ trở lại môi trường N1 cũng là sai. Một phần tia sáng bị khúc xạ và một phần tia sáng bị phản xạ. Cũng đúng. Vậy thì câu cả hai câu này đều 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 đúng này. Tia sáng bị gãy khúc khi di chuyển qua mặt phẳng phân cách ra môi trường là đúng. Kiểu gì nó cũng gãy khúc vì nó không vuông góc rồi mà là lại còn chiết xuất N2 lớn hơn N1 nữa. Đúng không? Thì kiểu gì nó cũng sẽ không thể nào xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần được. Vậy thì chắc chắn nó sẽ bị gãy khúc. Vậy là cả câu A và câu D à? Rồi, cái đề bài này nó không chặt chẽ. Câu 24 nào. Câu 24 nào. Câu 24 nào. Điều nào sau đây là sai cho ba môi trường ABC có chiết xuất lần lượt là NA lớn hơn NB và lớn hơn NC? Hiện tượng phản xạ toàn phần thì có thể chỉ xảy ra khi chiếu từ môi trường có chiết quang hơn sang môi trường có chiết quang kém. Có nghĩa là từ N từ môi trường A đến môi trường B, được chưa? Hoặc là từ môi trường B đến môi trường C. Được chưa? Hoặc là từ môi trường A đến môi trường gì? Đến môi trường C. Đó, ánh sáng đi. Đấy, hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi đi từ A tới B này, đi từ C tới B là không được này, đi từ B tới C là cũng được này. Ánh sáng đi từ môi trường A sang C à? Ánh sáng đi từ môi trường A sang môi trường C cũng được này. Ô, à đây là sai đúng không? Phát biểu sai đúng không? Thì đi từ A sang B là được. Đây, từ A sang B được này. Từ C sang B là ngược lại là không được này. Câu 24 đáp án B. Rồi, câu 25 nào? Câu 25 nào? Khẳng định nào sau đây là sai? Một tia sáng truyền trong hai môi trường theo đường thẳng như hình vẽ. Thấy chưa? Rồi, nếu ánh sáng truyền tới từ 2 tới 1, từ 2 tới 1 nhá, là môi trường gì? Môi trường không khí trong môi trường nước này. Thì có thể xảy ra phản xạ toàn phần là sai. Thấy chưa? Vì sao? Vì ở đây các em nhìn này, các em nhìn nhá, là sao? Là cái góc góc gì đây? Cái góc khúc xạ này, góc khúc xạ của mình bây giờ nó là 90 độ. Đây là góc Y đúng không? Nhìn này, khi mình trình chiếu từ 1 sang 2, đây là góc Y này, đây là góc R này, thì Y của mình làm sao? Nhỏ hơn R, đồng nghĩa với mình là gì? Y nhỏ hơn R đồng nghĩa với là N, N đây anh gọi là N1 này, cái N2 này thì đồng nghĩa với N1 của mình lớn hơn N2 đúng không? Vậy thì khi chiếu từ môi trường 2 sang môi trường 1 có nghĩa là môi trường kém chiết quang hơn sang môi trường có chiết quang lớn hơn thì không thể nào xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần được. Được chưa? Câu 25 đáp án A. Được chưa? Sai cơ mà. Rồi, nếu truyền từ 2 sang 1 thì chỉ có phản xạ thông thường. Cũng sai. Nếu truyền từ 2 sang 1 thì có thể xảy ra phản xạ toàn phần. Hay sai mà, đúng không? Alpha là góc tới giới hạn. Alpha là góc tới giới hạn. Rồi, alpha là góc tới giới hạn chuẩn luôn này. Được chưa? Với Y lớn hơn A thì sẽ xảy ra phản xạ toàn phần. Đúng. Nếu ánh sáng truyền từ 2 tới 1 chỉ phản xạ thông thường. Chỉ phản xạ thông thường. Từ 2 đến 1 chỉ phản xạ thông thường là đúng. Đúng không? Rồi, câu này sửa lại cho anh đáp án là A nhá. Được chưa? Sửa lại cho anh đáp án là A. Câu 25 đáp án A. Được chưa? Rồi, ok. Ok. Có thể phản xạ toàn phần. Có thể phản xạ toàn phần, không thể có thể em ạ, không thể là có thể được, nó không thể nào là có thể được. Vì sao? Truyền từ 2 sang 1 là môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn. Từ môi trường kém sang hơn thì không thể phản xạ toàn phần, chỉ phản xạ toàn phần từ môi trường từ gì? Từ chiết quang hơn sang chiết quang kém thôi, mà mình chứng minh được là N1 lớn hơn N2 rồi, đúng không? Được chưa? Mình chứng minh được N1 lớn hơn N2 rồi, được chưa? Anh có 2 năm sửa cho anh đáp án A nhá. Rồi ok. Ok, hôm nay có lẽ là mình sẽ chữa đến đây thôi, vì có vẻ anh thấy là các bạn ao ra khá nhiều rồi, lượt xem cũng nhiều rồi, nên chắc là mình sẽ hẹn nhau sau 30 tháng 4 mình sẽ chữa tiếp nhá. Thấy chưa? Chào tạm biệt tất cả em nhá. Bye bye. Rồi, mình sẽ chốt ở trang 156. Bye bye tất cả em.